Ôi trời đang mưa rất là to các chị các bạn ạ. Đang đi thì gặp cơn mưa. Còn cái micro này nữa. Rồi, cứ cái gì bỏ vào đi, trông nó ướt hết. Nhất là mấy cái đồ điện tử ấy ạ. Ôi dồi ôi, sấm sớm. À, bây giờ ném cái điện thoại vào luôn. Đây, cơn mưa mỗi lúc một to. Mưa đang rất là nặng hạt. Và 4-5 người anh em của em thì đã lên trên cái hướng núi Đại Ngàn rất xa xôi, qua những cái đỉnh núi kia rồi. Và ngày hôm nay thì em hơi bận việc một chút, thì buổi chiều tối này thì em mới vào theo anh em được. Mặc dù rất là mệt nhưng mà vì cái niềm đam mê thì em vẫn chinh phục và khám phá những cái vùng núi Đại Ngàn mà em chưa từng đặt chân đến. Ui, lạnh quá. Thôi lên đường đây. Các anh chị, các bạn nếu thấy những cái sự vất vả của người tầm lan thì hãy theo dõi hết cái video clip, xem là những cái gì, những cái điều gì thú vị đang chờ đón em cùng các anh em của em ở trên kia nhá, các chị các bạn nhá. Mưa gì mưa khiếp anh chị các bạn. Mà trời sắp tối rồi. Đường thì nó đã thành những cái mương nước như thế này rồi, rất là trơn luôn. Ướt hết rồi. Biết sao bây giờ, phóng ngao phải theo lao thôi. Lại đi tiếp. Cuối cùng thì em cũng đã vào được tới lán trại anh em ở rồi. Mưa rất là to. Đấy, anh Hùng đi qua đây đi, chuyển qua đây đi. Người ướt như chuột lột rồi. Và có lẽ là đêm nay thì em và các anh em sẽ ở lại khu rừng này, nơi này. Và sáng ngày mai thì em sẽ đi vào những cánh rừng sâu ở trong kia để tầm lan. Các anh chị các bạn nhớ theo dõi nhé. Vậy là một buổi sáng ngày thứ hai ở giữa Đại Ngàn. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục với hành trình khám phá, trải nghiệm với đam mê của mình. Ngày hôm nay thì em sẽ đi vào trong những cái cánh rừng rất là sâu, đi theo cái con đường mòn này để chinh phục những cái cánh rừng đơn cam mùa hoa đang nở rực rỡ trên những cái cánh rừng Tây Nguyên Đại Ngàn. Leo con dốc này khá mệt luôn các anh chị các bạn ạ. Xe máy thì không thể nào mà lên được con dốc này đâu, bởi vì nó rất là dốc và những cái rãnh rất là sâu. Chiều qua thì có một trận mưa lớn cho nên là nếu mà đi xe thì nó sẽ bị lún xuống. Và anh em đang lối đuôi nhau đi lên. Một nhánh đơn cam rất là đẹp luôn các anh chị các bạn ơi. Đang nở hoa.
với ba bông hoa rất là rực rỡ. Đặc biệt hơn cái dòng lân cam này thì nó chỉ cần ngắn một chút như này, thậm chí là một đốt tay thì nó cũng có thể ra hoa và tỏa sắc trên những cánh rừng đại ngàn. Và đây là một cái khúc rất là nhỏ với cái ba bông hoa rất là lớn. Và có lẽ là cái trận mưa hôm qua, chiều hôm qua đã làm những cánh hoa nó hơi úa một chút. Tuy nhiên thì những cái bông hoa này vẫn rất là rạng rỡ trong một buổi sáng bình minh đại ngàn với những tiếng chim hót líu lo. Đây có một cái cây cơm nguội. Vâng. Đây quả nó nhỏ nhỏ, hình thù chả giống quả gì cả, nhỏ nhỏ cỡ viên bi ấy, nhưng mà ăn thì rất là ngon. Nhìn đẹp mắt như này thì ăn thì chắc chắn là hương vị của nó sẽ rất là ngon rồi các anh chị các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì em sẽ thưởng thức một vài quả. Ăn một vài quả thì không đã đâu, cái loại này phải ăn cả nắm thì nó mới sướng miệng. Em sẽ vặt hết những cái quả chín. Đấy. Sau bắt đầu bây giờ ăn một bốc như này, một nắm như này em đã. Tuyệt vời luôn. Trái cây rừng ấy, nó sạch sẽ, không phân thuốc hóa học gì cả, mà rất tốt cho sức khỏe nữa. Và trước màn hình là một cây giáng hương tam bảo sắc, nó mọc ở dưới đất rất là hay. Các anh chị các bạn có thể thấy được cái sức sống kỳ diệu và mãnh liệt của loài phong lan rừng là như thế nào không ạ? Và nhìn vào cái cây giáng hương này thì em chắc chắn rằng nó là từ một cái thân cây nào đó trên này nó rụng xuống. Và với bản năng sinh tồn của nó thì nó sẵn sàng mọc và sống ở trên đất. Đây. Thay vì sống ở trên cây thì bộ rễ của nó bám xuống đất và sống y như những loài thực vật khác. Thế nên là các anh chị các bạn mà mua lan rừng ấy thì hãy luôn luôn yên tâm về chất lượng, thời gian gửi, bởi vì loài hoa phong lan rừng là loài có lẽ theo em là loài có sức sống sinh tồn mãnh liệt nhất mà em từng thấy. Ui, ngay trước mặt em là một bụi cẩm cù rất là khủng. Đây là một cái bụi cẩm cù rất là khủng và dài. Cẩm cù thì nó thuộc cái dòng họ phong lan mà nó dây dợ lằng ngoằng như này, nên để trồng cẩm cù thì rất là khó. Và nếu mà chúng ta chơi lan thì nên có một cái dàn để cho nó leo, giống như kiểu là dàn mướp hay dàn bí ấy. Đấy, em mường tượng ra như vậy thì nó sẽ đẹp hơn cho cái thế trồng của cái cây cẩm cù này. Và hoa cẩm cù thì rất là đẹp đấy. Còn bây giờ thì em sẽ lên cao hơn và đến gần với cái nhánh đơn cam đang nở hoa rất là đẹp ở trên kia. Thường thường thì những cây mà cẩm cù nó mọc thì kéo theo là những cái tổ kiến, và em đã cảm nhận được cái hương vị rất là cay của đàn kiến cũng như là những cái vết đốt rất là đau mà kiến nó gây ra. Và cái giá thể cây bằng rừng này thì nó rất là thích hợp đối với tất cả các loài phong lan. Ví dụ như những cái dòng mà lan quý hiếm như giả hạc hay là đơn cam thì chúng rất hay mọc trên cây này. Và lá của bàng rừng thì có thể ăn được nhá.
độ cao rất là chóng mặt. Và ở ngoài cành là một nhánh đơn cam. Cành này rất là nhỏ và cành cực kỳ giòn, nhưng mà em sẽ cố gắng đến gần để quay cho các chị các bạn ngắm nhánh đơn cam đang nở ngoài thiên nhiên nhé. Bởi vì những cái thước phim này thì những năm tháng sau này thì rất là khó để chúng ta bắt gặp. Ở dưới có hai anh đang thích thú với nét đẹp của cây đơn cam nên đã đến gần để có thể mục sở thị cái nét đẹp của cái dòng lan quý hiếm và rất là khó tìm ở ngoài tự nhiên như thế này. Mặc dù cái thân của nó cực kỳ ngắn, chỉ khoảng 3-4 cm, nhưng đã có 3 bông hoa rất là to và dài hơn hẳn cái thân hoa. Cái màu sắc bắt mắt này thì có thể khiến bất kỳ người nào, kể cả những người khó tính nhất cũng đều phải yêu thích cái nét đẹp của loài phong lan đơn cam các chị các bạn ạ. Tuy rằng có một điều đó chính là nàng thì rất là đỏng đảnh, khó thuần. Thì chúng ta cần phải tìm hiểu về môi trường sinh sống của loài phong lan đơn cam để mà có thể thuần hóa chúng ở nhà các chị các bạn nhé. Và nhân đây thì em sẽ cố gắng quay cái môi trường ở ngoài tự nhiên của cây đơn cam này. Các chị hãy để ý nhé, chúng mọc trên những cái đỉnh núi, đỉnh đồi rất là trống và cực kỳ nắng. Đấy, và nó mọc ở đầu cành hoặc trên ngọn của cây, những nơi có thể tiếp xúc được với những ánh nắng mà nhiều nhất. Đấy. Tuy nhiên thì ở những nơi khô cằn như vậy mà sức sống của chúng thì rất là mãnh liệt và cho ra những cái mùa hoa rất là đẹp mỗi khi tháng 4, tháng 5 Tây Nguyên về. Đây này, giờ trèo lên kiến nó bu nó đốt em rất là nhiều luôn, cả đàn cả tổ, nhưng mà em vẫn kiên trì được đấy. Và những cái điều đó thì em muốn nhắn nhủ đến các anh chị các bạn yêu lan ở trên kênh mình là khi mà lấy đơn cam về thì chúng ta nên trồng ở trong những cái giá thể nó thật là khô ráo, thoát nước, không được động ẩm, vì chỉ cần động ẩm một chút là cây đơn cam của chúng ta có thể chết. Chúng có thể không chết trong ngày 1, ngày 2, nhưng mà có thể tính bằng tháng, bằng năm, chết dần, chết mòn. Rồi, ok, thì em sẽ ngắm và đi xuống đây. Ôi, kiến cắn ghê quá anh ơi. Đây cũng có một cái nhánh đơn cam nhỏ này, các anh chị các bạn ạ. Nhìn này, chỉ 1cm thôi. Cái nhánh này chỉ 1cm thôi, nhưng mà có hai chiếc nụ rất là đẹp. Đối với loài đơn cam này thì khi mà chúng còn rất là nhỏ thì chúng cũng có khả năng cho ra những cái mùa hoa. Đấy, là cái dòng mà rất dễ cho hoa. Hoa thì rất là bền, rất là đẹp. Để chinh phục được đơn cam thì phải chịu sự tra tấn của đàn kiến và mùi cay của đàn kiến nó sộc vào mắt. Các anh em thì đi xuống những cái hướng kia hết rồi, còn em thì vẫn luẩn quẩn với những cái nhánh phong lan, tuy là nhỏ bé thế này thôi nhưng cũng rất là thú vị và đem lại cho em những cái cảm giác rất là thư thái, bình yên giữa mênh mông đại ngàn. Mặc dù là ở đây thì nắng và gió rất là nhiều, khí hậu thì cực kỳ là khắc nghiệt, nhưng tâm hồn con người thì luôn luôn là phơi phới và hạnh phúc. Ở trên đây thì có một cái nhánh đơn cam với 4 bông hoa rất là đẹp luôn các chị các bạn ạ. Hoa khá là to và rực rỡ. Cái cảm nhận của em lúc này nó giống như kiểu là 4 ngọn lửa thắp lên giữa trưa hè. Cùng với đó thì có những cái tiếng ve, tiếng chim và những cái cơn gió thoảng qua. Rất là dễ chịu, cũng như cái mùi hương nhẹ nhẹ của cái dòng đơn cam này khiến cho em cảm thấy rất là thú vị. Và tiếp thêm cái sức mạnh cho những cái hành trình dài với những ngọn đồi, những cái đỉnh núi, rừng khộp, nắng gió rất là vất vả. Và trong một ít thời gian nữa thì em cũng rất là muốn đem những cái nét đẹp một loài phong lan có lẽ là đặc sản của rừng núi Yên Ly Đại Ngàn này đến tay các anh chị các bạn, những tín đồ yêu lan trên khắp ba miền Tổ quốc, để ở trong vườn của mình thì sẽ có một cái loài phong lan mà rất là đẹp và hiếm như thế này ạ. Đây, khúc một khúc đơn cam rất là đẹp luôn. Được em lấy nguyên bản xuống rất là gọn gàng.
để mà có thể thuần hóa được cái loài này dễ dàng hơn. Cái này trồng thì rất đơn giản thôi, mình kiếm một cái chậu gỗ ấy. Mình đặt nguyên bản vào, xếp vài cục như này vào một cái chậu và lấy dây cố định vào, chắc chắn vào là nó sống thôi. Rất đơn giản thôi, không gì khó đối với đơn cam cả, nếu như chúng ta biết đặc tính của loài này, các anh chị các bạn ạ. Cây lên cây thôi các anh chị các bạn ơi. Cây rất là trơn sau trận mưa tối qua. Cũng như là cái vỏ này thì nó rất là nhiều bột. Nhưng mà ăn thua gì nhỉ? Đã thích là phải nhích, đã muốn lên là không ngần ngại. Cây khá là cao. Trong khi anh Báu đi tìm nước thì em sẽ trèo lên cái cây này. Và em đã tiếp cận thành công với bụi đơn cam mọc rất là cao. Đây. Các anh em đi trước nhá, tí em đi sau. Anh Báu có nước không Báu? Anh Báu ơi, có nước không? Có nước hả? May quá. Và phía trước mặt em đây là một nhánh đơn cam rất là đẹp luôn các anh chị các bạn ạ. Nó ăn nắng nhiều cho nên cái mầm con rất là tím này. Và hai cái bông hoa này thì mới nở cho nên là nó đang phô diễn được hết cái nét đẹp tự nhiên nhất của nó. Ngoài ra thì cây này đang có một cái nụ rất là to này, đang muốn bung và bay như hai bông hoa này lắm rồi. Đẹp quá. Luôn có những cái nét đẹp, niềm đam mê tiếp xúc cho mình thì mọi vất vả ra lao không là cái gì cả. Cái quãng đường rừng rất là xa xôi, từ đỉnh núi xuống đồi, từ đồi xuống suối, rồi là men theo những con đường mòn để trở về với lán trại của mình. Thì trong 6 anh em thì em đã về đầu tiên và nghỉ ngơi chờ đợi những người anh đang về sau, cũng đang còn cách em cũng khá xa đấy. Và hẹn một ngày không xa thì em sẽ quay trở lại cánh rừng này để trải nghiệm thêm nhiều lần nữa với những cái hành trình khám phá đam mê thật là lý thú hơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì em sẽ sắp xếp đồ đạc của mình, tư trang của mình, gấp cái võng này, chăn, rồi xuất phát trở về với không gian nhỏ đam mê của mình ở nhà. Và bây giờ thì xin chào, xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái hành trình kế tiếp nhé.